Người phụ nữ một khi đã không còn gì để mất, họ sẽ bất chấp tất cả để báo thù. Yeon Hwa cũng không ngoại lệ, cô xông tới bóp chặt lấy cổ Yuja, hai mắt bừng lửa giận. Nào có người mẹ nào mất con mà không phát điên chứ, sao có thể nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ như thế. Yuja cố rút điện thoại ra muốn báo cảnh sát. Yeon Hwa lập tức giật lấy ném thẳng xuống đất rồi lấy chân đạp lên cho vỡ tan tành. Yuja nhìn thấy Yeon Hwa như vậy lập tức hoang mang. Đúng lúc này cảnh sát tới kéo hai người về đồn. Yeon Hwa nói sẽ cho Yun Che biết mình từng sinh con. Yuja nghe vậy liền trợn mắt dọa, nếu cô dám làm thế, tôi sẽ không chấp nhận hòa giải chuyện hôm nay đâu, tôi sẽ tống cô vào tù thêm lần nữa. Yeon Hwa nghĩ tới mẹ và em gái đành phải thỏa hiệp. Cô vừa mãn hạn tù, thời điểm này không thể phạm lỗi được, vì thế nhìn thấy Yun Che, cô không nói một lời đi thẳng, còn Kang Úc thẳng thắn thừa nhận rất thích cô. Vì Yeon Hwa, chuyện gì anh cũng dám làm. Yeon Hwa đã chính thức bắt đầu trả thù rồi, cô lấy tên giả tham gia cuộc thi tiêu thụ sản phẩm do công ty mỹ phẩm Di tổ chức, đồng thời giành giải nhất và được mời về công ty làm việc. Thời điểm Yeon Hwa bước lên bục nhận giải, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô tuyên bố tôi trở về để rửa sạch nỗi oan làm gián điệp thương mại, trả tội danh này lại cho chính chủ. Yeon Hwa này sẽ chơi tới cùng với kẻ đã hãm hại tôi. Cô tới phòng làm việc của Yuja, mượn cớ trả tiền để chọc tức cô ta, sau đó đi tìm Yun Che nói sẽ khiến anh ta phải trả cái giá thích đáng. Đang nói chuyện thì thấy Yuja đi vào, Yeon Hwa cố ý nói cảm ơn anh đã quan tâm tới em, rồi tới gần thân mật vuốt ve cà vạt của anh ta. Khiến Yuja đứng nhìn mà tức tới run cả người. Về nhà, anh ta tình cờ thấy trong ngăn kéo bàn trang điểm của Yuja có sợi dây chuyền trước đây mình cầu hôn Yeon Hwa. Anh ta vô cùng ngạc nhiên không hiểu sao nó lại ở đây. Yuja chột dạ nói sợi dây đó là Yeon Hwa tặng mình. Yun Che băn khoăn mãi liền quyết định hẹn gặp Yeon Hwa. Anh muốn trả lại sợi dây chuyền cho cô. Yeon Hwa nhìn thấy nó thì không khỏi kích động, bởi năm đó cô đã đeo nó cho con trai. Cô lập tức nói mình không hề tặng nó cho Yuja. Sợi dây này làm cô càng chắc chắn về suy đoán của mình, chuyện con trai cô nhất định có liên quan tới Yuja. Nghĩ tới đây cô liền vô cùng phẫn nộ. Yun Che cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với Yuja, cộng thêm việc nghe Tae-in nói Yuja hình như từng giao dịch gì đó với cảnh sát Chang-jo, anh ta lập tức về nhà tìm chứng cứ. Quả nhiên có sổ tiết kiệm cô ta gửi tiền cho Park Chang-jo. Bên này Yeon Hwa gọi Yuja ra nói chuyện. Yuja nhìn thấy sợi dây giật mình hỏi có phải cô đã nói chuyện đứa bé cho Yun Che không. Yeon Hwa nghe tới con trai liền tức giận cho cô ta một bạt tay, sau đó dọa sẽ nói hết cho Yun Che biết. Yuja vội vàng cầu xin nói nếu Yun Che biết chuyện cô ta sẽ tiêu đời. Yeon Hwa dứt khoát hất cô ta ra rồi đi luôn, mặc kệ Yuja ngồi ăn vạ ở đó. Yuja vì muốn ngăn cản cô lại cố tình xông ra giữa đường cho xe máy đụng trúng. Gan to thật sự luôn, tầm nào Yuja cái gì cũng dám làm. Sau đó ngã lăn ra giữa lòng đường. Tới bệnh viện cô ta còn cố quỳ xuống cầu xin Yeon Hwa, xin cô đừng nói với Yun Che, luôn miệng giải thích mình đưa con trai cô đi chỉ vì muốn cho nó môi trường sống tốt hơn. Yeon Hwa mặt không muốn nghe nữa xoay người đi thẳng. Có lẽ Yuja không thể ngờ được tất cả những gì cô ta vừa nói đều đã bị ghi âm lại. Bên này bà Jang Min Ya tới chỗ bà nội Yuja nói di thư của mẹ Yeon Hwa là do Yuja ngụy tạo, không ngờ bị Yun Che đứng bên ngoài vô tình nghe thấy. Lúc này anh ta mới biết mình bị lừa suốt mấy năm qua, vì thế quyết định sẽ tìm hiểu rõ chân tướng. Anh ta cho người lắp camera trong phòng, sau đó tới bệnh viện đón Yuja về. Cô ta cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa liền yên tâm. Yuja gọi điện cho bà nội nói Yun Che không hỏi gì hết, sau đó kể chuyện mình vì ngăn cản Yeon Hwa mà cố tình để xe máy tông phải, và tất nhiên toàn bộ đều bị camera ghi lại. Tối đó Yun Che hẹn cảnh sát Chang Do đi uống rượu rồi giả vờ say để Park Chang Do gọi Yuja tới đón. Cô ta tới nơi liền giật mình, sợ Park Chang Do nói là gì đó liền liên tục truy hỏi, còn vô tình nhắc tới tai nạn của Yun Hee. Yun Che ngồi đó nghe không sót một chữ, đến bây giờ anh ta mới biết Yeon Hwa đã oan ức như thế nào, cảm thấy hối hận áy náy vô cùng. Hôm sau tên luật sư trước kia bị Yeon Hwa tống vào tù, phát hiện người hãm hại mình là Yeon Hwa, liền phát thuộc hạ tới bắt cóc cô, muốn biết kẻ đứng sau Yeon Hwa là ai. Lúc đó Yun Che đi ngang qua nhìn thấy vội vàng đuổi theo, đồng thời gọi cảnh sát tới. Thế là Yeon Hwa mới may mắn thoát nạn. Thấy cô vất vả như vậy, Yun Che cảm thấy đau lòng và áy náy, không kìm chế được ôm chầm lấy cô, hứa sau này nhất định sẽ bảo vệ cô. Nhưng Yeon Hwa lập tức hất ra rồi tức giận bỏ đi. Mặt khác Tae-in nghe tin thợ sửa xe đã quay lại, liền vội vàng cùng Su-i tới xưởng sửa xe đó, xác nhận người gây tai nạn bỏ trốn năm đó chính là Yuja. Bên này Yeon Hwa công khai mọi chứng cứ có tội của Yuja, quyết tâm sẽ bắt được cô ta về thi hành án. Yuja nghe tin lập tức bỏ trốn. Yun Che và Tae-in đi khắp nơi phát tờ rơi tìm kiếm cô ta, cuối cùng tìm thấy cô ta ở một khách sạn nhỏ, khuyên cô ta tốt nhất nên đi đầu thú. Yuja ở trong phòng lo sợ bất an không thôi, bỗng cô ta nhìn về phía ban công rồi từ từ đi về phía đó. Cô ta nhảy từ trên đó xuống tiếp tục chạy trốn. Yeon Hwa đã phá hủy mọi thứ mà cô ta có, biết Yeon Hwa tới bờ biển liền mò tới đó. Hai người giằng co nhau trên biển, Yeon Hwa bị cô ta đẩy mạnh xuống biển không rõ tung tích. Yuja sợ hãi tột độ vội vàng phóng xe bỏ trốn. Bỗng hình bóng Yun Hee xuất hiện trước mắt cô ta, Yuja đạp mạnh chân ga muốn đâm chết người trước mặt. Chiếc xe như diều đứt dây phi thẳng xuống biển, Yeon Hwa lại cứu cô ta lên cố gắng giúp cô ta thoát chết. Yuja phải sống để chịu những tội lỗi do chính cô ta gây ra. Cô ta vừa bị bắt, bên kia Tae-in cũng tìm được Park Chang-jo. Ác mộng của Yuja chính thức bắt đầu. Những phạm nhân trong tù sau khi biết tội danh của Yuja liền xông vào đánh hội đồng cô ta. Cô ta ở trong tù cảm thấy vô cùng khổ sở, nghe nói bản thân không thể nào thoát tội, cô ta quyết định tự kết liễu sinh mạng mình tại đây, coi như sự trả thù cuối cùng dành cho Yeon Hwa. Cai ngục nghe điện thoại của Yeon Hwa vội vàng chạy tới kịp thời ngăn cản cô ta tự sát. Vụ tai nạn 5 năm trước chính thức được lật lại, chứng cứ đưa ra đầy đủ xác đáng. Park Chang-jo và đồng phạm khác không còn đường chối cãi, chỉ còn mình Yuja vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào. Cuối cùng tòa phán quyết Yeon Hwa vô tội, các đồng phạm chịu mức án từ 7 năm đến 8 năm.
Riêng Yuza, xét thấy cô ta không hề hối cải, tòa phán cho cô ta mức án cao nhất tù chung thân. Yuza kích động tranh cãi cuối cùng bị cảnh sát đưa đi. Bộ phim muốn truyền tải sống trên đời ác giả ác báo, mọi việc làm sai trái đều phải trả giá, còn việc của chúng ta hãy sống thật tốt, còn lại hãy để trời xanh an bài. Bộ phim kết thúc ở đây, hẹn gặp cả nhà trong những bộ phim tiếp theo nhé ạ.